Mới đây, một người phụ nữ họ Ly ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc vừa bị bắt khi liên quan đến việc mạo danh quan chức để chiếm đoạt 1,2 triệu đô la Mỹ từ năm 2016 cho đến nay. Điều đáng nói là việc siêu lừa này bị bại lộ bắt nguồn từ việc chồng cô báo cảnh sát vì tưởng vợ đang mắc bẫy lừa đảo. Cụ thể, người chồng phát hiện vợ mình đang giữ một lượng lớn thẻ tín dụng vào tháng 12 năm 2022. Kiểm tra các bản sao kê, anh ngỡ ngàng khi thấy dòng tiền khổng lồ được giao dịch thông qua nhiều tài khoản. Điều này khiến anh lo lắng cho vợ, quyết định báo cảnh sát mà không nói với vợ bất kỳ lời nào. Tại cơ quan điều tra, chồng của Ly cho biết vợ mình bị lừa hơn 8 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ. Khi chính quyền vào cuộc, ai nấy đều đất bất ngờ trước sự thật về người vợ đảm bấy lâu. Có đến 28 người đã bị Ly chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát nói rằng Ly tự nhận mình làm việc tại một cơ quan chính quyền địa phương và tiếp cận với những người giàu có để chiếm đoạt tài sản. Cô thực hiện phi vụ đầu tiên cách đây 7 năm trước. Bằng cách dùng lời hứa lãi suất cao tại các ngân hàng, Ly đã nhanh chóng dụ dỗ được các con mồi sẽ có được thông tin thẻ tiến dụng và thẻ ghi nợ của họ. Số tiền này được Ly dùng để chi trả các chuyến du lịch cùng cuộc sống xa hoa của bản thân.